Cái bắt tay này chính là cam kết của Giovane cho bản hợp đồng 2 năm với câu lạc bộ Viettel trong hai mùa giải 2022 và 2023. Tại đây, tiền đạo người Brazil sẽ khoác áo số 94. Trong hai mùa giải tại V-League, Giovane nổi lên là chân sút hàng đầu với khả năng ghi bàn ấn tượng. Mùa giải 2020, Giovane có tổng số 1.736 phút thi đấu với 20 trận, ghi 8 bàn thắng. Mùa giải 2021, chân sút này thi đấu 11 trận, ghi được 6 bàn thắng. Có Giovane, câu lạc bộ Viettel sẽ sở hữu cặp song sát đáng gờm là Giovane và Pedro Paulo để phục vụ cho tham vọng chinh phục đấu trường AFC Cup và V-League năm 2022.